Hôm nay sẵn mở cái dàn áo của cái xe, đồng thời là mở cái đuôi cá, nên là làm luôn cái clip nói về cái việc các bạn muốn độ lốp như thế nào. Thì việc độ lốp, các bạn trước mắt là tìm hiểu về cái thông số của cái lốp, cái vỏ trước các bạn ha. Đầu tiên cái vỏ xe này thì nó có nè các cái thông số như sau: 140 nè, 70, 17. Đó thì cái thông số này như thế nào? Thông số này như sau: 140 chính là cái bề ngang của cái vỏ, bề ngang này đây. Đây cái khoảng cách bề ngang từ đỉnh này qua bên đây là 140 mm. Rồi 70 là độ cao của cái lớp này, từ cái mép cái lớp lên tới cái đỉnh cái lớp. Thế thì 70 này không phải là 70 cm mà là 70% của 180. Như vậy thì cái này nó là khoảng 98 mm. Rồi 17 là cái niềng này là 17. Cái niềng này là 17. Thế thì khi các bạn muốn thay cái lớp này bự lên thì việc đầu tiên chắc chắn là các bạn phải tìm cái lớp có cùng cái đường kính của cái niềng, tức là 17. Thường thường là các bạn sẽ tăng cái kích thước này lên nè, 160, 180 chẳng hạn. Thì khi mà bạn tăng kích thước này lên 160 mà bạn vẫn giữ cái thông số là 70 thì chắc chắn là cái lớp này nó sẽ cao hơn, bởi vì 70% của 160 hơn 70% của 180. Thế thì nếu mà trường hợp mà thường cái trên thị trường thì mình thấy có một cái lớp là 160 và 60, 17. Thế 160 trên 60 thì nó là 96 mm, thì nó sẽ thấp hơn cái này 2 ly. Thế cái thông số 96 thấp hơn cao hơn nó ảnh hưởng cái gì? Thì đối với những cái xe đời mới á, các bạn nhìn ha, đây là cái nhông. Nhông của chiếc xe thì ở đây chúng ta có một cái cục cảm biến. Cảm biến này là nó sẽ đo cái vòng quay của cái nhông này. Và với cái vòng quay của cái nhông cộng với lại tỷ lệ của cái dĩa, nó sẽ tính được là cái vòng quay, tốc độ quay của cái bánh xe này. Và so với cái đường kính là 17 cộng thêm cái kích thước của độ lốp thì nó sẽ tính được tốc độ. Cho nên nếu các bạn thay cái lốp này mà cao hơn thì cái đồng hồ chronometer sẽ bị lệch. Như vậy là khi mà cái tốc độ lốp này mà cao hơn thì khi mà một vòng quay của nó thì cái xe đi sẽ xa hơn. Như vậy thì cái đồng hồ của mình á là nó sẽ chỉ sai số, tức là cái đồng hồ nó sẽ chậm hơn cái tốc độ thật. Còn nếu các bạn thay cái lốp mà thấp hơn thì cái đồng hồ nó sẽ nhanh hơn cái tốc độ thật. Cái này thì do tùy vào độ cao này nó chênh lệch như thế nào thôi. Đối với chiếc Ninja này thì nếu mà các bạn thay 160, 60 là nó lệch 2 ly thì mình nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều. Thêm một điều nữa là chiếc xe này có ABS. Đây, ABS là những cái xe mà thắng đĩa mà có ABS thì các bạn thấy là nó trong cái đĩa nó sẽ có những khe như thế này. Và ở đây nó có một cái cảm biến. Cảm biến chỗ này. Đây, cảm biến đây. Cảm biến này nó sẽ đo tốc độ quay của cái dĩa này và nó sẽ tính ra được là với cái vận tốc như vậy thì nó sẽ xử lý cái độ bóp nhả của cái thắng này như thế nào. Như vậy thì nếu mà bạn thay cái vỏ này mà nó khác cái thông số của nhà sản xuất thì chắc chắn là cái thông số tính ABS nó cũng sẽ khác. Tuy nhiên là với cái độ lệch nó không nhiều như vậy thì mình nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều. Rồi đó là cái vấn đề về kỹ thuật khi bạn thay cái lốp. Rồi như vậy thì khi bạn thay cái lốp như vậy thì nó việc to hơn nó sẽ có một số cái ảnh hưởng như sau nữa. Chẳng hạn các bạn hỏi là thế cái này mình muốn to lên 180 có được hay không? Thì muốn biết được hay không thì mình sẽ đo. Đo cái gì? Các bạn thấy là đây là cái mép của cái lớp nè. Mép của cái lớp đây. Nó ra cái khoảng cách từ cái mép lớp zin là 140 nè, với cái gấp nó còn một cái khoảng cỡ một ngón tay mình thọt vào thôi. Ha. Còn cái sơn á, bạn thấy cái sơn này nè. Cái sơn này nó còn gần hơn nữa. Cho nên nếu mà các bạn thay đổi cái này kích thước này nó bự ra thì nó sẽ cả cái sơn này và mình sẽ đo thử là kích thước này còn được bao nhiêu để mình biết rằng là maximum mình thay được bao nhiêu ha. Rồi ở đây chúng ta có cái thước đặt vô ngay cái mép lớp cao nhất đây, chỗ này. Và chúng ta bắt đầu đo. Đây, đây là mép của sợi sên. Rồi, mình kiểm tra thử. Đây cái mức 0 thì các bạn thấy là chúng ta chỉ còn dư khoảng 15 mm thôi, 15 ly thôi. Chúng ta dư 15 ly. Và với cái 15 ly dư này thì nếu chúng ta thay cái lớp 160
thì mỗi bên ra là một 10 ly nữa, thì các bạn chỉ còn đúng 5 ly cho xe sơn này. Cho nên chắc chắn một điều là cái xe này không thể nào các bạn thay được cái lớp 180 vô. 180 nó sẽ đụng cái xe sơn này. Nhưng có một số trường hợp là tại sao bạn vẫn thay được, thì khi bạn thay vô nó còn ảnh hưởng một cái nữa là cái niềng này nè. Cái niềng này của mình á, bề ngang này là 4.5 inch nè. Khi các bạn thay một cái vỏ bự mà cái niềng nhỏ thì cái vỏ nó sẽ bị bóp lại. Và khi bóp lại như vậy thì thực chất mặc dù là lõ 180 nhưng mà cái khoảng cách mà từ đây từ bên này tới bên này là nó không phải là 180 nữa. Vô mà không cạ sên thì nó chỉ được khoảng 160 hoặc 160 mấy thôi. Như nãy mình đo rồi nha, các bạn lưu ý cái này. Rồi đó là cái thông số. Rồi một điểm là khi các bạn thay lớp thì các bạn cũng lưu ý luôn là cái niềng này mình 4.5 inch. Các bạn thay một cái lớp bự quá thì cái độ bóp này nè, nó sẽ không đúng như thông số nhà sản xuất. Cho nên cái độ cong này nè các bạn, cái độ cong này nè, nó sẽ không đúng nữa. Và khi các bạn đi vào cua với tốc độ cao, cái xe nó nghiêng á, thì cái độ nghiêng của cái xe nó không tròn theo cái lớp như vậy, thì cái độ bám đường nó sẽ giảm. Cho nên là việc thay một cái lớp nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái độ an toàn và cái vận hành của cái xe, nên các bạn cân nhắc. Còn ở đây thì một cái việc mà các lớp thì nó còn có cái gai, tùy vào mỗi cái địa hình mình đi, cái yêu cầu tốc độ cao thấp mà các bạn chọn cái gai phù hợp, thì cái này là những bạn mà đã chọn được như vậy thì chắc là các bạn đã rất có nhiều kinh nghiệm. Là mình không có nói tới ở đây, chỉ nói về cái việc là các bạn muốn cho cái xe nó đẹp, cái xe gọi là mông to đó, cái xe nó đẹp thì mình thay cái lớp lớn vô thì ra có được hay không, thì giải thích cái chuyện này ha. Lưu ý kỹ cái này là khi các bạn thay thì các bạn lưu ý hai điểm, nhắc lại là thay với hai điểm. Một là cái số này 160, 180 hoặc 200 hoặc 190, nó càng bự càng tốt, càng đẹp, nhưng mà phải coi là nó có vừa hay không, và quan trọng nhất sẽ sơn nó có cạ hay không, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ này nè, tức là 140, 70 thì khi bạn tăng lên 160 thì cái số này nó phải giảm xuống, tăng lên cái này nó giảm xuống. Giờ đồ cao nó phù hợp với cái đồ cao gốc thì cái đồng hồ Automat và cái ABS nó sẽ hoạt động rất là bình thường. Rồi cái đó là cái thông số về cái lớp nha. Hy vọng là cái clip này sẽ giúp được các bạn trong cái việc các bạn muốn độ xe. Rồi cái bánh trước thì cũng vậy thôi. Bánh trước thì đây là độ lớp zin của nó nè, là 110, 70, 17. Rồi bạn nào thích có thể thay lên thường thì người ta đổi lên là 120. Cái lớp này đổi lên 120 là 70, 17 thì vẫn bình thường. Nó sẽ bự ra thôi, bự ra và cao hơn nhưng mà nó không có đụng. Rồi sẵn cũng nói luôn là chiếc xe này cái lớp trước rất là dở. Đa phần các xe chạy khoảng 5-6 ngàn là bắt đầu cái lớp trước nó sẽ làm cái xe bị lạng. Cái đầu nó vẫy, mình thay một cái lớp khác thì nó sẽ tốt hơn. Một cái lớp rất là rẻ là lớp Dunlop. Cái lớp Dunlop 110, 70 bằng kích thước của cái này luôn. Được rồi, mình thay thì chỉ khoảng cỡ 700 ngàn thôi. Rồi.